Ý tưởng của đứa nào ấy ạ? Dạ. Hôm nay ba cũng xin thay mặt mẹ con có đôi lời gửi gắm tới tụi con. Ba đứa con, ba mẹ đều thương đồng đều hết. Dạ. Cho nên ba mẹ đã quyết định ba và mẹ không biết. Ông nói đi. Mẹ mở lời trước đi. Như thế này. Đầu tiên thì bố mẹ gửi lời trân trọng cảm ơn đến các con. Các con đã có lòng đối với bố. Còn hạnh phúc, con gái để phải vui vẻ. Đấy, đấy là một điều rất là quý, rất là quý trọng bởi chúng ta là có tấm lòng đối với. Đấy, và mời cả họ hàng bên nội, bên ngoại này, hàng xóm các nơi. Không biết.